của tôi á là giản dị lắm, không có bày vẽ đâu. Khách nó mời khoảng 60 bàn mà bạn của vợ chồng tôi á chỉ có 45 bàn thôi. Còn 15 bàn á là bạn của mấy đứa nhỏ với bên nhà gái, chị thấy làm sao? Dạ thưa chị, dạ chồng tôi nói thì bên chị tính sao cũng được hết. Tại vì con gái tôi mà nó lỡ cưới chạy rồi làm lớn lao làm chi. Anh hai con Thanh nó cũng nói vậy đó chị. Trời ơi, mình làm chừng đơn giản thôi, mình đãi hai bên dòng họ thôi là được rồi chị. Dạ đẹp mặt để cho người ta khỏi mắc nợ đó, mà mình khỏi mắc nợ người ta đó chị. Dạ chị là người hiểu chuyện đó. Đúng rồi, mình cưới chạy mà mình làm rền rang chi. Chứ bình thường á nghe là gia đình tôi á ít nhất cũng phải là 200 bàn đó. Nhưng mà thôi chị ơi, mình làm như vậy á người ta cười cho, không người ta biết chuyện rồi người ta cười mình á. Trời ơi thôi mình làm cho nó xong cho rồi đi, 60 bàn đâu có nhiêu đâu, phải không? Cho nên với lại con thì sao sao? Thằng Tôm con nhà tôi là con trai một mà không làm á rồi người ta cười sao? Ít ra cũng phải nở mặt nở mày chút chứ chị. Dạ, dạ ông xã tôi cũng nói là dạ mọi việc là để bên chị tính hết, dạ bên tôi chỉ biết nghe lời thôi ạ. Ừ, thì tôi quyết định vậy đó. Ờ, mà không, bây giờ vậy nè, có cái chuyện này tôi muốn gặp chị để bàn trực tiếp luôn. Menu á, mình chọn món ăn á, với lại áo cưới nè, với lại xe kết hoa, đồ để rước dâu á. Với lại nói chung là nhiều thứ để mình chuẩn bị lo lắm. Chị coi sắp xếp gặp tôi chút xíu nha. Dạ chị rảnh lúc nào chị hô một cái là tôi có mặt liền. Không mấy ngày mai á chị gặp tôi một chút xíu được không? Tôi là tôi bận lắm á, chị thì chị rảnh chứ tôi phải sắp xếp thời gian gặp chị. Tôi kêu Tôm á nó chở tôi qua bển, chừng 30 phút thôi là tôi giọt liền. Quyết định vậy ha, có gì tôi gọi chị đi nha. Dạ, cảm ơn chị. Tôi nói thiệt với bà nha, tại lỡ con gái tôi nó bị như vậy rồi ha, cho nên tôi phải nhịn nhục. Tôi biết bà nổ mà hở chứ. Dạ dạ dạ, tại vì con gái tôi đó biết chưa. Bận trăm công ngàn việc qua bàn chuyện chút xíu rồi về xạo nổ. Ê bà cháu, bà rảnh không, qua nhà tôi chơi đi, đổ bánh xèo ăn. Trời ơi đang rảnh nè. Rảnh mới rủ chứ, rủ bà hoài luôn. Thì ăn đi, đổ khi nào mà ăn rồi ngán thôi về. Còn thời gian làm gì hả? Đi spa chứ làm gì. Bữa nay tôi rảnh lắm nha. À, mời chị với cháu uống nước. Cảm ơn chị nha. Tôi không có quen uống nước ngọt. Bởi vì nhìn là biết là phẩm màu độc hại rồi. Bệnh chết. Dạ. Vậy để con chị... vô lấy nước lọc cho cô. Yên tâm đi, có gì đâu. Chị lo. Dạ ngon, ngon, ngon. Ừ. Còn không ấy thôi chị. À, con dạ, dạ đi lấy nước lọc cho. Nước lọc chị uống nha. Cô nha. Cảm ơn con. Con ngồi đây chừng 30 phút cô về. Thì chị mời chị với cháu trái cây. Dạ dạ. Trái cây đi. Trời đất. Dĩ trái cây mà chị gọt chị đãi khách đi hả? Dạ. Trời ơi trình bày khéo quá hả? Trời ơi tôi hậu đậu tôi vụng về muốn chết mà chị khen chi tôi mắc cỡ nữa. Ôi sao bữa qua nhà chị đó, trời ơi tôi thấy chị sao mà giỏi giang mà đảm đang mà khéo léo, tôi thấy tôi mắc cỡ á. Ồ xưa giờ nhà tôi vậy đó. Dạ. Những cái buổi cơm mà ăn bình thường á nghe, tôi cũng bài trí nó đẹp, thật là đẹp như nhà hàng sang trọng vậy đó. Yeah. Chứ đâu có để kiểu như vậy. Yeah. Mình ăn uống nó cũng phải có nghệ thuật một chút chứ chị. Yeah. Yeah. Sẵn đây á, hỏi luôn cái chuyện đám cưới tụi nhỏ đó. Yeah. Chị tính làm sao? Có tôi để tôi lo luôn cho. À, thì chị mở lời vậy thì tôi cũng xin nói với chị là gia đình tôi thì cái chuyện gì cũng ổn hết. Nhưng mà cái vụ mà đám cưới nè, tôi có chuyện tôi lo dữ lắm. Căng dữ vậy đó hả? Dạ căng lắm luôn đó chị. Chuyện gì đâu nói nghe thử coi. Có nghĩa là tôi không biết là đám cưới đó thì mình nên mặc áo đầm hay là áo dài. Chỉ có chuyện đó thôi mà căng thẳng dữ vậy đó à. Sao dạ mẹ, mấy chuyện này chọn lựa mẹ mặc một cái áo dài truyền thống thôi, màu nhu nhu là được rồi. Con ơi con nói vậy sao được, cái gì có một bộ hả, không có được. Này con tính đi. Con tính đi nè, đám hỏi bộ, đúng không? Rồi mình là gì đó, gia tiên bộ. Rồi đám cưới con bộ là ít nhất cũng phải ba bộ. Trời ơi, mình chụp hình mà có một bộ người ta nói keo kiệt. Bộ nghèo lắm, sao có bộ hả? Được. Nói chung á, là gia đình tôi thì biết rồi đó. Dạ. Hai vợ chồng tôi ai cũng tướng tá sang trọng hết.
Chị tính gì cũng đúng, quan trọng là nhân dáng, gương mặt thần thái. Dạ. Nhưng mà trang phục nó cũng phải đi đôi với nhân dáng của con người. Dạ. Cho nên là chị nhìn thấy đi, chồng tôi là người có địa vị ở xã hội này, cho nên làm sao phải xứng tầm hai bên với nhau mới được đó nghe, xứng đôi vừa lứa. Dạ. Tôi thì tôi tính mai ba bộ đó, gợi ý chị vậy. À vậy hả? Dạ. Tôi là năm bộ chứ sao ba? Năm. Chị năm bộ tôi hả? Thấy năm còn ít nữa đó. Vậy đó hả? Đó hai đứa nghe không? Đó. Mẹ con là năm bộ. Dạ. Thì bên đây cũng phải đâu có thua kém